Luật chơi vòng 1, người hùng của con. Tại vòng 1 sẽ có 3 thử thách với những câu hỏi liệt kê theo các chủ đề khác nhau. Các bé sẽ dựa vào sự quan sát, tiếp xúc hàng ngày với ba mẹ và nghĩ rằng ba hoặc mẹ ai là người am hiểu về chủ đề được đưa ra nhiều nhất để tham gia vào thử thách. Sau đó, bé sẽ đưa ra phán đoán ba hoặc mẹ sẽ trả lời ra được bao nhiêu đáp án cho câu hỏi. Trong vòng 1 phút, ba hoặc mẹ phải trả lời đúng với con số dự đoán mà bé đưa ra sẽ nhận được 10 điểm. Nếu không đạt được đúng số dự đoán của bé, thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Và bây giờ sẽ là chủ đề số 1, đó chính là tự nhiên. Theo tụi con suy luận tự nhiên là như thế nào? Tự nhiên có nghĩa là thế giới bên ngoài kiểu như là thiên nhiên á con. Cũng hợp lý, chính xác luôn. Tự nhiên cái gì cũng bắt nguồn từ thiên nhiên, không phải là con người tạo ra, đúng không con? Rồi, thì bây giờ con nghĩ là chủ đề này thì ba hay là mẹ sẽ tham gia nè. Cô mời Phương Anh. Con nghĩ là mẹ. Còn Minh Đoan? Con nghĩ là ba. Ba hả? Tại sao con lại chọn ba? Dạ thưa cô, tại vì ba rất là giỏi về tự nhiên xã hội cơ. Cuối cùng là hai bạn chọn khác nhau là mẹ và ba. Dạ vâng, như vậy là mẹ Phương cùng với ba Vũ hãy sẵn sàng nha. Đề bài như sau. Trong vòng 60 giây, ba hoặc mẹ của các con có thể kể tên được bao nhiêu hiện tượng thời tiết trong tự nhiên? Trong vòng 1 phút mà kể về hiện tượng thời tiết thì quá dễ rồi đúng không tụi con? Rồi bây giờ chắc có lẽ là cô mời Phương Anh trước đi. Con nghĩ là mẹ mình sẽ trả lời được bao nhiêu hiện tượng thời tiết? Con nghĩ là 4 hiện tượng. Ừ, còn con? Dạ thưa cô là 5 hiện tượng. 5 hiện tượng, còn con? Con muốn nhường. Ủa, mới có một phút mà cho nhường hả, chắc chưa? Dạ chắc. À, mấy bạn này lớn cho nên là mình không có dám kích mấy bạn. Đó, mấy bạn biết, mấy bạn quyết định hết. Rồi, bây giờ con hãy nói một lời gì đó đến ba của mình. Ba ơi, cố lên. Yeah, ba Vũ hãy cố gắng. Với 5 hiện tượng này thì tôi nghĩ là ba Vũ sẽ có thể dễ dàng vượt qua nếu như chúng ta bình tĩnh. 60 giây, bắt đầu. Nóng, lạnh, mưa, sấm sét, gió, sắc cầu vồng, thời tiết bão, nha, thời tiết nha, bão lũ, lũ quét, dông. Nữa đi à, cho nó chắc ăn. Chứ nóng lạnh là nó là trạng thái nhiệt độ rồi. Thời tiết mình nhớ coi, nước ngoài sao, Việt Nam sao, châu Á, châu Âu, châu Phi. Nóng quá thì sao, mà lạnh quá thì sao. Vậy rồi, hết giờ. Sau khi chúng tôi kiểm tra lại những đáp án thì đã loại bỏ bớt đi khá nhiều. Khi mà ba cũng trả lời cho nó, cố gắng nó càng nhiều càng tốt, cho chắc cú. Thì sau khi lượt bỏ được hết, chúng ta có được 7 đáp án đúng. Chúc mừng gia đình của ba Vũ. 7 thì đương nhiên là lớn hơn 5 rồi. 10 điểm thuộc về nhà mình nha. Bây giờ sẽ là chủ đề thứ hai. Chủ đề thứ hai được mang tên thế giới. Chủ đề thế giới thì bao quát rộng quá. Thế giới nhiều khi có bao nhiêu nước, trời ơi kể ra hết đúng không tụi con? Đó, bây giờ mình cảm thấy là uyên thâm bất học, ai là người biết nhiều nhất thì mình sẽ đề xuất người đó tham gia câu trả lời. Bây giờ cô sẽ mời Minh Đoan. Con nghĩ là ai sẽ là người tham gia câu trả lời này tốt nhất nè? Con sẽ vẫn chọn ba. Tại sao con không chọn mẹ thử đi? Tại vì ba hay đi nhiều nước trên thế giới, nhiều mẹ. Ba hay đi, thì còn Phương Anh? Dạ, con cũng chọn ba. Con cũng chọn ba đúng không? Đó, cái gì mà về rộng lớn, về cái gì mà khó khó, bắt đầu là hai đứa con gái đẩy hết cho ba luôn. Cho nên là hai bạn đều chọn ba sẽ tham gia chủ đề đó chính là thế giới. Dạ vâng, như vậy là ba Vũ cùng với ba Dũng sẽ đối mặt với đề bài như sau. Trong vòng 60 giây, ba của các con có thể kể tên được bao nhiêu điệu nhảy trên toàn cầu? Rồi bây giờ để hai bạn công bằng nhất nè. Quánh tù xì có ai giành quyền trả lời trước nè. 1, 2, 3. Rồi, cô mời con. Ba con sẽ trả lời được 2 điệu nhảy. 2 điệu nhảy trên thế giới. Còn con? Con nghĩ là ba con sẽ trả lời được 3 điệu nhảy. Cô mời con, ba còn ít lắm, lên một con số lớn hẳn luôn đi con. Dạ thưa cô là 5 điệu nhảy. Ừ, 5 điệu nhảy. Còn con Phương Anh? Dạ, con nghĩ là 6. Minh Đoan? Dạ thưa cô là... Con xin nhường cho bạn. Trời ơi, nhiều lắm. Thôi, con nhường cho bạn luôn. Chắc chưa? Dạ rồi. Ừ, vậy là với sự quyết đoán của Minh Đoan, chắc chắn cho ba mình, cho nên thôi nhường cho ba Phương Anh trả lời là 6 điệu nhảy trên thế giới. Rồi, ba Dũng cố gắng nha. Nếu như ba Dũng bình tĩnh thì có thể dễ dàng vượt qua được, rất là dễ. Nào, chuẩn bị nào. 3, 2, 1, xin mời. Lambada,
slow, cha cha cha, van, tango, tango, mẹ không nhắc nha, nhắc là bị trừ điểm đấy. Nhiều lắm, trời ơi quá trời luôn á. Người lớn tuổi thích gì, người trẻ tuổi thích gì? Đen bóp được không ta? Dạ được, dạ được. Đen bóp. Người trẻ thích anh nhảy gì? Cha 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 có chưa? Dạ rồi. Yo yo, what's up? Yo yo. Hip hop. Hip hop. Nữa nữa nữa, tiếp 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 tiếp. Ráng mà, nhiều lắm, trời ơi. Nhảy dân tộc cũng là tính là điệu nhảy luôn mà. Dạ, hết giờ. Nhưng mà nếu mà cho mình khoảng chừng 60 phút đi ha, là mình đỡ áp lực tâm lý. Kính thưa quý vị, và sau khi chúng tôi kiểm tra lại băng ghi hình chiếu chậm với công nghệ VR của FIFA thì đã xác thực được rất nhiều tính hợp lệ và chưa hợp lệ trong quá trình trả lời của ba Dũng. Thì chúng ta có 6 đáp án hợp lệ, nhưng trong đó có 2 đáp án là mẹ vô tình nhắc bài cho ba. Thật đáng tiếc, chúng tôi phải loại trừ đáp án tango và hip hop. Nên thật đáng tiếc, tạm thời nhường 10 điểm cho đội hàng xóm. Có vẻ là Phương Anh khá buồn đó. Con có lời nào an ủi ba mẹ không? Mặc dù ba mẹ mình làm rất tốt đó nha. Dạ, không sao, ba mẹ đã làm tốt lắm rồi. Không sao, ba mẹ làm tốt lắm rồi. Và bây giờ sẽ là chủ đề thứ ba mang tên địa lý. Nếu mà nói về địa lý thì cô nghĩ là hai tụi con sẽ rất là rõ đúng không? Đó, dạ. Bây giờ là chỉ cần chọn ba hay là mẹ để tham gia trả lời câu hỏi với chủ đề này. Bây giờ là cô mời Phương Anh trước đi. Con chọn ba hay là mẹ? Dạ, con chọn ba. À, vậy là con chọn ba con. Dạ, thưa cô là con sẽ chọn ba luôn. Vậy thì cuối cùng là hai đứa con gái này á, là bé nhỏ vẫn tiếp tục tin tưởng ba mình là chọn ba để tham gia chủ đề là địa lý. Với chủ đề địa lý này thì ba Vũ cùng với ba Dũng hãy sẵn sàng lắng nghe. Trong vòng 60 giây, ba của các con có thể kể tên được bao nhiêu tỉnh ở miền Trung? Bây giờ cô mời Minh Đoan trước đi. Ba con sẽ trả lời được 5 tỉnh ở miền Trung. Dạ, con nghĩ là ba con sẽ trả lời được 6 tỉnh ở miền Trung. Ba con sẽ trả lời được 8 tỉnh ở miền Trung. 8 tỉnh ở miền Trung bắt đầu nhiều rồi nha. Tại vì 1 phút là liên quan đến thời gian nữa đúng không? Dạ. Đó, hồi nãy giờ gia đình mình bị mất điểm đó nha. Dạ, con nghĩ là ba con sẽ trả lời được 9 tỉnh ở miền Trung. Ừ, còn con? Ba con sẽ trả lời được 10 tỉnh ở miền Trung. 10 tỉnh nhiều lắm con ơi. Mà 1 phút đó con, mình nhường đi. Có khi mình đổi chiến lược nhường lại có điểm về cho nhà mình ha. Dạ, con sẽ nhường cho đội bạn. Vẫn chọn chiến lược nhường cho đội bạn. Như vậy ba Vũ sẽ đương đầu với thử thách này với 10 tỉnh nằm ở miền Trung. Chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai, Kon Tum, tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum, tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông, Thanh Hóa, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Ninh Thuận. Thời gian đã hết và đáp án đưa ra cũng khá nhiều. Chúng tôi xin được phép công bố kết quả hợp lệ của gia đình của ba Vũ với sự cố gắng của ba. Đó chính là 14 đáp án hợp lệ. Chúc mừng ba. Yeah. Gia đình mình được cộng thêm 10 điểm rồi. Như vậy là khép lại ba chủ đề thì tỷ số hiện tại gia đình của ba Vũ và mẹ Vi đang có khoảng cách 30 điểm so với gia đình của ba Dũng và mẹ Phương. Ba Dũng, mẹ Phương cố gắng lên nha. Và ngay sau đây xin mời quý vị đừng chuyển kênh. Chúng tôi sẽ quay lại với cả nhà cùng vui vào vòng thi đấu thứ hai được mang tên Ai là siêu nhân.